vị, HTV7 xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17h50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Tôi tin chắc chắn rằng những nụ cười mà anh ấy mang lại cho tất cả mọi người sẽ giúp cho món ăn ngày hôm nay ngon miệng hơn. Đoán xem đó là ai quý vị nha. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chào đón nghệ sĩ Lâm Quốc Khải. Chào Khải. Chào anh Hoàng. Mời Khải ngồi. Dạ. Đến với Khẩu Vị Ngôi Sao thì giới thiệu với Khải, đây là căn phòng khách của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để bật mí rất nhiều bí mật của riêng từng nghệ sĩ. Ngày hôm nay sẽ là Lâm Quốc Khải. Bạn phải sống thật với chính mình để có thể chia sẻ thật nhiều điều thú vị đến với tất cả mọi người. Còn sau lưng Khải chính là một gian bếp. Đây sẽ là một gian bếp cực kỳ sôi động. Nên hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ vận động tốn nhiều calo ăn cho nó ngon miệng hơn. Dạ. Ngày hôm nay bạn đang đói bụng đúng không? Khi mình nhận được lời mời là em tới đây là em chuẩn bị là không ăn gì hết. Không ăn gì hết. Tàn phá như nào sạch cái bếp đi về. Trời ơi, vậy em nhịn ăn mấy tháng rồi. Dạ không, mới có một buổi thôi. Nào bây giờ thì trước mặt bạn chính là những tờ giấy. Hãy ghi ra đây cho tôi hai món ăn mà bạn đang rất mong muốn được thưởng thức. Hai món thôi anh? Dạ, hãy tưởng tượng giống như đây là một nhà hàng mini đi. Thì hãy order cho chúng tôi, đặt hàng đi. Mỗi món này giấy... là cũng hơi khó nha anh nha. Dạ vâng, chúng ta sẽ ghi một món. Khó kiếm ở đây lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn. Hai món rồi. Hai món đây anh. Wow. Một bên thì nghe là tôi đoán được rồi, còn bên đây mới khó nè. À, tại vì cái món còn lại anh, cái món mà anh không đoán được, nó ngoài cái hình thức nó còn có cái nội dung nữa. Rồi chúng ta sẽ chưa tiết lộ vội những cái món ăn nào mà Lâm Quốc Khải đang muốn được thưởng thức. Nhưng mà bây giờ xin mời Lâm Quốc Khải cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ chào đón thêm hai vị khách mời nữa. Đây là hai vị khách sẽ sẵn sàng để nấu ăn cho Lâm Quốc Khải ăn ngày hôm nay với đúng với hai món ăn mà bạn đã order cùng với chúng tôi. Dạ. Và bây giờ xin mời Lâm Quốc Khải hãy chào đón sự xuất hiện của hai bạn Bá Giang và Quốc Huy. Đây. Bá Giang và Quốc Huy. Chào hai bạn. Chào em. Trời ơi. Chào em. Chưa dễ chân là thấy no rồi đó anh. Bá Giang và Quốc Huy là hai người bạn mà tôi đã bí mật mời đến đây trước để bạn ấy có thể lắng nghe và chào đón sự xuất hiện của Lâm Quốc Khải. Dạ. Và bây giờ xin mời các bạn giới thiệu kỹ về mình hơn nữa để Lâm Quốc Khải hiểu rõ mình. Xin mời bạn. Dạ chào anh Khải, em là Quốc Huy. Hiện tại công nghiệp là người mẫu tự do. Còn bạn? Dạ em tên là Lê Bá Giang. Hiện tại là em đang học cao học về mảng y tế công cộng. Và em đang theo đuổi một cái nghiên cứu về mặt dinh dưỡng. Và rất mong là em sẽ mang được cái kiến thức của em đến với chương trình ngày hôm nay. Hợp lý quá, thấy chưa? Cái này đã được ăn còn được đó, dinh dưỡng thì còn gì bằng nữa anh. Đó, xuất sắc. Và rõ ràng là hai bạn có một tình cảm rất đặc biệt đối với Lâm Quốc Khải. Riêng với Quốc Huy nè, bạn ấn tượng với Khải ở những điểm nào? Xem những cái Loto Show á, thì anh có những bài hát rất là vui tai. Khi mà bị stress á, thì em nghe về thì em rất là giải trí về những cái bài. Còn với Bá Giang thì sao nào? Bạn thích Khải nhất ở điểm nào? Khi mà xem tiết mục của anh Khải và các bạn ở trong đoàn Loto của anh á, em thấy là các bạn thật sự là rất là thông minh khi mà nhanh trí mà có thể là hát ngay được cái số vần như vậy. Và em rất là hâm mộ anh Khải bởi vì là ngoài làm nghệ thuật ra thì đoàn Loto của anh có thể giúp được rất là nhiều người. Em rất là ấn tượng với cái trái tim của anh, vừa làm nghệ thuật mà mình vừa giúp đỡ được rất là nhiều bạn. Thì em nghĩ đó là một điều rất tốt. Cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho Lâm Quốc Khải. Và bây giờ cả nhà mình chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đầu tiên được mang tên Khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Chào mừng mọi người đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là phần đầu tiên mang tên Khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Và tại phần này nó sẽ khác hẳn so với những mùa trước. Không chỉ đơn giản là tìm hiểu về những cái sở thích khẩu vị của thần tượng, nghệ sĩ mà mình đang mong muốn tìm hiểu, mà chúng ta sẽ cùng nhau bật mí rất nhiều bí mật khác nữa trong cuộc sống, trong sự nghiệp và những cái tâm tư mà chưa bao giờ nghệ sĩ chúng ta nói chung và Lâm Quốc Khải nói riêng chưa bao giờ chia sẻ hết. Sẵn sàng nha. Để khám phá những điều này, chúng ta cần phải đến với 3 cái từ khóa nằm trong ẩn số. Đây sẽ là số 1, 2, 3 ngay trên màn hình. Xin mời. Đó. Muốn có quyền được mở 3 con số này, hai bạn phải cố gắng làm sao trả lời đúng những câu hỏi sau đây. Ai trả lời xuất sắc hơn thì bạn ấy có quyền ưu tiên mở những con số này ra. Trong 3 ẩn số này, bạn nào có được nhiều câu trả lời đúng nhất thì bạn ấy sẽ có rất nhiều quyền đặc biệt ưu tiên. Ví dụ như lựa chọn một trong hai món ăn mà Lâm Quốc Khải đang đặt hàng ngày hôm nay để chúng ta nấu ăn. Giang, Huy, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ rồi anh. Cầm bảng, cầm viết lên nè. Chúng ta chỉ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời thôi nhé. Sau đây là câu hỏi đầu tiên. Nhìn qua cứ ngỡ lục bình, nhìn đi nhìn lại mới biết lục bình nó giống thôi. Vậy là cái này là cái gì? Cái gì đây? Cái gì mà giống lục bình đây? Có loài gì đó, một cái cây gì đó mà nó lại giống lục bình. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, mời bạn. Ở bên Giang thì trả lời là bèo, còn với Huy thì là bạc hà, kèo nèo, hoa súng. Bây giờ ba cái này cho em chọn một cái thôi, chứ giờ ba cái hay bất công bên kia quá. Em bôi hoa súng, em bôi kèo nèo, em giữ bạc hà. Đáp án của chúng ta là kèo nèo. Trời ơi, bạn đã trả lời đúng rồi nhưng mà lại bỏ đi đáp án kèo nèo. Lâm Quốc Khải sẽ là người được quyền mở ẩn số. Thôi em mở số 1 đi. Số 1. Dạ. Sau đây sẽ là một từ khóa liên quan đến Lâm Quốc Khải. Số 1, xin mời mở. Không thuộc về nhau. Nếu mà nói không thuộc về nhau thì em có một số cái món ăn mà trong cuộc đời của em là không được gớ, cho nên là đúng là nó không có thuộc về em chút nào luôn. Mà những cái món này là đã là con người là phải được thưởng thức, nhưng mà em là không được. Đã là con người là phải được thưởng thức, nhưng mà em là không được. 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 Không ai cấm hết trơn, nhưng mà tự nhiên mình không ăn được. Em bị dị ứng. Đúng, chính xác, mà dị ứng rất nặng luôn. Cái kỷ niệm đầu tiên của em về cái này đó là một cái Tết nọ, thì hồi đó còn là cấp 2. Nhà em dưới Gạch Giá đi Hà Tiên chơi, mới mua ghẹ cho ăn. Ăn một đường mà nó ra 2-3 đường anh. Trời trời ghê vậy, ra đường chặng đường mà từ Hà Tiên mà đi về tới nhà em là 90 cây là phải dừng lại 9 lần. Rất là khốc liệt luôn. Sau cái trận đó, từ đó đổ về sau là em không ăn được ghẹ nè, tôm nè, cua nè, hải sản các kiểu. Hải sản bị ám ảnh luôn rồi đó. Bị ám ảnh, nó không ăn được luôn, rất sợ luôn. Mà ăn vô là nó nhận cái họng liền, không trời ăn luôn. Ngộ ha, ngon mà gì biết, lộ chết. Đi ra tới Bình Định em biết con cua Bình Định nó ngon, nó bằng cái bình này nè. Dòm nó, hai đứa nhìn nhau chào máu họng vừa cho thằng cái bên ăn. Đây là một cái sự lỗ vốn trong cuộc sống của mình đó. Nhưng mà hai bạn Giang và Huy cũng phải nhớ kỹ điểm này. Trước khi đến với câu hỏi thứ hai, chúng ta hãy nhớ là một lần nữa một chút xíu về thông tin về cây kèo nèo. Cây kèo nèo hay còn gọi là cây cù nèo, đây chính là những loài cây mọc hoang, mọc dại thôi, rất là dễ trồng ở ven sông, ở ao hồ, mà đa số tập trung ở những khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và đây chính là một món ăn rất quen thuộc đối với những người dân Nam Bộ. Nào, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Trong 3 món ăn sau, món ăn nào là đặc sản của người miền Bắc? Thịt đông, cơm âm phủ, bún chả. Còn 3 giây, 2 giây, đông bún chả, 1 giây, hết giờ. Xin mời hai bạn. Bên đây trả lời là bún chả, bên đây cũng là bún chả. Đáp án chính xác là bún chả và thịt đông. Hai cái luôn, phải đúng. Hai món lợn. Thịt đông. Thịt đông đây là món ăn rất là quen thuộc đối với người dân Bắc Bộ. Thì cái thành phần nó bao gồm là thịt heo nè, rồi chân giò nè, mộc nhĩ, hạt tiêu, da heo, rau câu vân vân, và để vào tủ lạnh. Còn với bún chả thì quá quen thuộc rồi, trong thành phố Hồ Chí Minh hay là ở bất cứ nơi đâu đều tìm thấy bún chả hết. Bún chả Hà Nội. Như vậy là tiếp tục Lâm Quốc Khải sẽ được quyền lựa chọn ẩn số. Xin mời bạn. Em sẽ mở theo thứ tự luôn đi cho dễ. Số 2. Số 2, xin mời số 2. 365 ngày. Nhưng mà lại có cái mũ đầu bếp ở bên trên này. Cái mũ bếp trưởng xuất hiện ở đó. Đó chính là cái huy hiệu thần bếp mà các bạn đã bỏ lỡ mất cái huy hiệu này rồi. Đây chính là huy hiệu để giúp cho chúng ta có một cái đặc quyền cực kỳ quan trọng, để nhờ quyền trợ giúp của thần tượng của mình chính là Lâm Quốc Khải. Nên lát nữa đây các bạn phải tự lực cánh sinh thôi. 365 ngày chắc có lẽ là em sẽ nói thêm cái này ha. Một vài món mà em ăn là quanh năm có thể ăn được. Em nhìn thấy là muốn ăn liền là thịt kho, hột vịt, hoặc là đồ kho là cứ quanh năm luôn. Vậy là đối với bạn ngày nào cũng là Tết hết. Tết là mọi người nói trời tới Tết mới được ăn, không em thích làm cái chơi thôi. Mà nhà em nó sẽ khác. Ở cô em thì cho thêm cá ngừ, ở nhà em thì là cá đồng, tại vì ba em vẫn còn làm mấy cái vuông cá đồng lớn á. Mình bớt tả được không? Chứ để MC còn dẫn chương trình nữa, chứ giờ vừa dẫn vừa nuốt miếng hoài nghèo. Trời, ok làm sao anh ổn được không? Rồi, cảm ơn Lâm Quốc Khải. Như vậy là 365 ngày anh ấy có khả năng là ăn thịt kho vịt hoài luôn, bởi vậy có body thật là lý tưởng. Giang và Huy chưa có ai ghi điểm hết. Cố gắng nắm bắt cơ hội cuối cùng, và đây sẽ là một thử thách chứ không còn là câu hỏi nữa. Đợi tôi đem thử thách ra nhé. chúng ta sẽ vận động một tí để lát nữa mình có được quyền lựa chọn một trong hai món ăn mà Lâm Quốc Khải đã đặt hàng. Trong vòng 1 phút 30 giây là chúng ta phải gọt vỏ dưa leo mà không được sử dụng bất cứ một dụng cụ nào hết. Mà dụng cụ gọt vỏ dưa leo ở đây chỉ là trên cơ thể của mình mà thôi. Trong vòng 1 phút bao giây, ai gọt được nhiều vỏ hơn thì người đã thắng. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Gọt vỏ nha, chứ phải ăn nha. Chứ mà ăn luôn là mình sẽ tính theo cái diện tích của trái dưa leo bị hao mòn nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này găng giả sao trời? Ghê thiệt, bởi vậy. Tôi đang bóng giờ đó. Lần đầu tiên tôi thấy mà ăn dưa leo giống như là cạp, bắp gì đó. Quá em ơi. Chuyên nghiệp quá. Ghê thiệt, kinh nghiệm ăn bắp, kinh nghiệm ăn bắp. Trời, người ta xoay, người ta phải chuyên nghiệp không? Ồ, ghê chưa? Quá dữ luôn. Chúng ta chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa thôi, cố lên. Xong. Cái này là trái dưa leo hả em? Anh thấy nó giống cái cùi thơm hơn á. Rồi các bạn để thành phẩm lên đây. Cảm ơn Giang, em đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể nào vượt qua được. Ôi, một thành phẩm nè, trơn tru, đẹp đẽ. Đẹp quá trời, đẹp luôn. Như không? Là cái cùi thơm vậy đó. Đẹp hết sức. Mà rõ ràng bạn Huy là có nhiều lợi thế. Răng chắc, đẹp, khỏe, cười cái coi. Cười cái rồi, đà. Thấy không? Tận dụng từ lời nói tới hàm răng luôn, thấy chưa? Rõ ràng là lợi thế đó là giúp cho bạn đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Và như vậy là chúng ta đã có được đặc quyền dành cho bạn Huy. Chúc mừng bạn. Yeah. Nào, đặc quyền đó chính là mở ô còn lại. Oh wow. Số 3, nào, xin mời số 3. Cao lương mỹ vị. Đúng là đối với em là cao lương mỹ vị thật á anh. Đó là một bữa cơm gia đình đơn thuần thôi, có đầy đủ tất cả mọi người. Gia đình lớn của em là chỉ có 5 người thôi, nhưng mà 5 người ở 5 nhà khác nhau. Một năm là chỉ có một ngày thôi, có thể là ngày đó là cao lương mỹ vị. Đối với em là tất cả những thành viên có thể là gặp mặt nhau là ngày 30 Tết. Chà, thật là đáng quý. Như vậy chúng ta hiểu rồi. Lâm Quốc Khải không muốn nói đến là cao lương mỹ vị mắc tiền hay là khó kiếm rồi, mà là một cái giá trị tinh thần về bữa cơm đoàn viên. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng ta đã khám phá được một số điều bí mật của Lâm Quốc Khải qua 3 từ khóa này. Ngay sau đây sẽ là đặc quyền riêng của bạn Quốc Huy đã giành chiến thắng ở thử thách cuối cùng. Đặc quyền tiếp theo của bạn đó chính là được lựa chọn một trong hai món ăn mà Lâm Quốc Khải đã đặt hàng ngày hôm nay. Nào Quốc Huy, hãy lựa chọn. Đây. Một bên là cơm hến, một bên là bữa cơm gia đình. Đây, đó là lý do vì sao hồi nãy Hoàng Rapper cảm thấy khó tưởng tượng được. Thí dụ cơm hến đi, mình đã quá rõ về món ăn này rồi. Nhưng mà còn bữa cơm gia đình đây thì đúng với cái cao lương mỹ vị hồi nãy mà Lâm Quốc Khải đã chia sẻ rồi. Bữa cơm gia đình sẽ như thế nào đây? Ngoài hải sản ra, Lâm Quốc Khải có bị dị ứng hay là không thích cái hương vị nào không? Đặc biệt là không ăn cay, mà em ăn kem rất đậm. Còn những hương vị khác thì sao nào? Tất cả những hương vị khác thì ok. Nặng mùi được không? Nặng mùi mắm tôm, mắm ruốc. Một cái thứ mà em rất là kỵ luôn, măng. Cái mùi em chịu không được. Rồi, nhớ nha. Rồi, hai món ăn này, một bên cơm hến, một bên bữa cơm gia đình, bạn Huy chọn món nào? Em nghĩ sẽ chọn món là ấn tượng đặc biệt đối với anh Khải, đó là cơm hến. Cha, bạn quê ở đâu mà bạn lại quyết định chọn cơm hến? Dạ em quê ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Ồ, xa dữ hả? Thằng mình nha, cơm hến nói vậy chứ mấy món lại phải làm cơm hến anh chuẩn bị sẵn hết trơn. Còn riêng bữa cơm gia đình mới khó nè. Thì đâm ra bắt buộc là bạn Giang phải chọn bữa cơm gia đình thôi. Nên bây giờ lát nữa đây bạn muốn nấu những món gì, thành phần ra sao, viết ra để tôi đi chợ giùm bạn, để lát nữa bạn có cái mà nấu. Thường là bữa cơm gia đình là bữa cơm rất là đơn giản, nhưng mà làm sao để gây ấn tượng đối với anh Khải đó là một điều rất là khó. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn may mắn. Tiếp tục lại là một đặc quyền khác nữa của bạn Huy. Hãy lựa chọn gian bếp cho chính mình, trái hay phải? Em chọn bên phải. Như vậy thì bạn Giang sẽ là khu bếp bên trái. Chúc hai bạn may mắn. Và bây giờ xin mời Lâm Quốc Khải cùng với hai bạn hãy bước vào bếp nào. Hãy sẵn sàng với hai vị bếp trưởng ngày hôm nay. Mà đây là hai vị bếp trưởng độc nhất vô nhị, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bởi vì không ai nấu ăn mà trong tư thế ngộ nghĩnh như vậy hết. Bởi vì sao? Bạn Quốc Huy giới hạn phạm quy di chuyển của mình. Thậm chí bạn không được di chuyển luôn. Đó chính là chiếc vòng tròn dưới chân mình. Không được đặt chân ra khỏi vòng tròn nha. Quan trọng là lỡ thí dụ lấy những món rau củ quả sau lưng làm sao lấy đây. Mình dùng dụng cụ lấy cây là khều dít nữa. Lấy nữa. Đấy. Còn bên gian bếp của bạn Ba Giang, bạn đã cao, nay còn cao hơn. Bởi vì sao? Dưới chân bạn là một chiếc xe đẩy di động. Trong vòng 2 phút, xe sẽ bắt đầu di chuyển qua vị trí khác, nên chúng ta phải tranh thủ và thích nghi với hoàn cảnh. Chúng ta ở khu vực nào là mình đẩy ra anh. Bên cạnh đó, nó phải đơn giản vậy đó. Cái đó chỉ là cái phần cố định và phần di động thôi. Còn phần thử thách nữa, thử thách nằm ở những chiếc lọ gia vị chúng tôi đang chờ sẵn. Chắc chắn nấu ăn chúng ta rất cần nêm nếm gia vị, đúng không nào? Mà cứ mỗi lọ gia vị như vậy sẽ có một cái tờ giấy thử thách bên trong đó. Nội dung ra sao lát nữa sẽ được bật mí. Nào, bây giờ hai bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, hình như là sao anh? Em biết là em không thích ớt Trung Quốc hay chứ ớt bự chà bá luôn chứ anh. Ủa, ớt Đà Lạt cũng tính luôn hả? Hấp bất cứ ớt là tính hết. Ủa, ớt Đà Lạt đâu có cay đâu. À, thôi cứ làm đại đi. Nào, hãy chuẩn bị sẵn sàng với 20 phút chế biến mà thôi. 20 phút. Bắt đầu. Nhanh lên em ơi, nhanh lên em ơi. Nếu như bạn muốn tôi di chuyển đến điểm mà bạn mong muốn, bạn hãy tự nguyện mở cái lọ gia vị ra, chấp nhận vượt qua thử thách đi, rồi tôi sẽ đẩy bạn đến cái chỗ mà bạn mong muốn đó nhé. Rồi bây giờ em sẽ mở bột ngọt. Ấy da, giỏi quá nha. Thì bạn có quyền. Bạn mở một lọ đầu tiên, lọ bột ngọt này, bạn hãy hít đất 5 cái. Hít đất 5 cái. Hít đất 5 cái. Hít đất này luôn. Ra trước làm 5 cái liền em ơi. Hít liền em ơi. 1 2 3 4 5. Đó, chạy vô rồi. Bây giờ em muốn đẩy đi đâu? Đẩy đâu? Ra bồn rửa anh ơi. Bồn rửa. Đẩy rửa. Rồi bên đây nè. Quay qua. Đó. Đó, bồn rửa đó, bạn rửa đi. Hy vọng là hai chàng trai trẻ nhưng mà cũng đã từng nấu ăn rồi sẽ thực hiện thật là nhanh. Hay quá. Thời gian chỉ có 20 phút thôi. Lâm Quốc Khải cũng hãy để ý nha. Cứ 2 phút là chúng ta di chuyển. Hay quá. Chà, tính ra cái phần cố định cũng gọn gàng, nhẹ nhàng quá chứ. Trời, chuyên nghiệp. Trong trường hợp người chơi tại vị trí cố định dùng cây lấy đồ làm bể đồ thì phải đền. Hết 2 phút rồi kìa. Để cái cây cố cạch tinh cản đường hả? Đúng. Rồi, quay lại em ơi. Đúng là bếp trưởng đứng đây mà không có phụ bếp là xong phim luôn. Mình có phụ được mà đúng không anh? Nếu như muốn nhờ nghệ sĩ tham gia vào chương trình này, bắt buộc phải có cái huy hiệu thần bếp thì mới được chạm tay vào. Ủa bạn đây Hà hả? Đúng. Để đi trình bày chứ không phải là 2 ngộ ha. 1 giọt. Không vào sợi vậy ha. Tất cả món cơm hến tất cả đều là sợi hết anh. Quỳ luôn. Đúng rồi đó. Bạn nói tôi mới để ý là tất cả đều sợi hết, trừ con hến thôi. Trời ơi, nó cho nó bưng nguyên cái này qua nó cắt luôn tiếp luôn, ghê không? Tiết kiệm thời gian. Mình nhắm chừng coi lát nữa mình nếm món nào mình sẽ phải lấy cái gia vị món đó. Thì bây giờ mình tranh thủ thời gian chờ nước sôi á, mình vượt qua thử thách đi để lát nữa mình đỡ mất thời gian, đúng không? Yeah. Muối. Về trong lọ muối có gì? Hãy thục xì dầu 5 lần. Trời, thục xì dầu quá đơn giản luôn, tại chỗ luôn. Thấy à, 3 nè 4 nè 5. Ok, lọ muối được mở mà bạn lát nữa được quyền nêm. Tiếp theo sẽ là đường. Tranh thủ thời gian nào. Bạn hãy quay vòi voi 5 vòng. Ra đây tôi chỉ cho. 5 lần nha, 5 vòng nha. 1 2 3 4 và 5. Ok. Ổn định không? Wow. Ảo à. Yeah. Diện vô anh ơi, diện vô. Vô. Mình trước. Một nêm. Mình chơi chơi lớn luôn. Không độ còn mà, tuổi trẻ là thử. Bạn hãy cười 5 kiểu cười khác nhau nha. Nè, coi bên đây cười 5 kiểu khác nhau nè, có gì anh Hà, anh Khải, anh xác nhận nha. Dạ. 1 2. Tôi giống nhau vậy. 3 4 4. Còn thiếu cái thứ 5. Ráng. Cười duyên. Ok. Làm tí. Hãy chất được 3 quả cà chua thẳng đứng và giữ chúng được 5 giây. Rồi, Khải ơi, đem 3 quả cà chua ra đây nào. Sau đó bạn xếp 3 quả cà chua này phải thành một trục. Bếp đây. Này là đòi hỏi kỹ năng vật lý học nhiều lắm đó. Đúng rồi đó. Bây giờ mình tắt cái chế độ từ trường đi em ơi. Bây giờ vật lộn học này với 3 trái cà chua. Bạn bớt chảy nước là phạm quy đó. Mọi người ơi, có ai nói ngạc tới em không mọi người ơi? Bên em nó an toàn và đơn giản quá mẹ em ơi. Trời ơi, bên đây có mùi thơm dễ sợ. 1 2 3 4 5. Trời, hay quá. Uống día luôn á. Uống hồn uống día. Chà, khéo ha. Thì sao nấu? Mà chưa nói tới cái mâm này nữa. Đúng không? Sao? Thử thách là bạn hãy đi lò còi rồi đến chỗ MC đứng dưới bắt tay. Bây giờ anh chạy cái bến xe miền Tây đi anh. Rồi bắt đầu đi em, nhanh lên. Để mất hết giờ. Bắt tay. Lò còi nha. Lò còi bắt tay. Trời ơi. Rồi ok, chạy nhanh lên. Okay, chạy vô. Chấp nhận luôn. Em muốn đi lưới chảo. Hay đâu? Hả? À còn một thử thách nữa anh. Rồi mời bạn. Hãy hát một bài nào đó để khách mời hát theo bạn. Ok. Đây cháu lên ba nhanh. Ok. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Là la. Con số 3. Rồi tiếp rồi. Xin chúc mừng bạn vượt qua thử thách rồi. Cái bây giờ bạn cần tới khu nào? Dạ em cần tới khu bên này. Trời ơi thần tượng thương fan hâm mộ dễ sợ luôn, chưa hát hết bài hát kêu ra con số liền, tiết kiệm năng lượng liền. Đó rồi, nhanh chân lẹ tay, nhanh chân lẹ tay. Bên này người ta sắp thành phẩm rồi ông ơi. Như vậy là hai người chơi ngày hôm nay là bạn Giang và bạn Huy đã vượt qua được hết tất cả những thử thách nằm bên trong lọ gia vị. Và bây giờ hãy thả tự do cho các bạn ấy để nấu ăn cho ngon miệng hơn. Ok. Đó, hai bạn cố gắng nha, tự do rồi. Thở đi xuống em. Còn em. Thank you anh. Tươi quá, ôi thơm quá, đẹp mắt nè. Cơm hến. Chấm điểm dở sạch chữ đẹp nữa. Được, đó sạch. Phải vậy chứ, sạch, đẹp. Còn bây giờ chúng ta chấm về cái điểm ngoại hình của hai thành quả của hai đầu bếp bạn Quốc Huy và bạn Giang nha. Bên đây là cơm hến của bạn Huy nè. Theo em rất là chuẩn luôn anh, giống như những mà em lần đi ăn cơm hến ở nhà hàng đó là xuất sắc giống. Đẹp y chang gì đó. Đẹp y chang. Còn bên đây là bữa cơm gia đình. Ưu tiên cho Giang trước đi. Em ơi, cái thông điệp hay là tình cảm hay lời chúc nào của em muốn dành cho anh Lâm Quốc Khải? Thì em nghe thấy là anh Lâm Quốc Khải thường là thích ăn thịt kho hột vịt. Đó là cái món mà gia đình ở người miền Nam. Còn em thì là người miền Bắc thì mẹ hay là nấu món là sườn xào chua ngọt. Em đã là căn chỉnh để có thêm thành phần sau là mình vừa có thịt này, là vừa có đạm, vừa có tinh bột là cơm, vừa có rau xanh, đậu bắp và ớt Đà Lạt thì nó có thể tăng cường chất xơ và tăng sức đề kháng. Biết là anh là người miền Tây đúng rồi. Thì lại thích ngọt thì em đã điều chỉnh thêm một chút gia vị để làm sao cho nó là món miền Bắc nhưng lại là phù hợp với khẩu vị của người miền Tây. Trời ơi, chuyên gia dinh dưỡng có khác anh. Đúng rồi, còn với món cơm hến này Quốc Huy ơi, cái tình cảm của bạn ra sao và cái thông điệp bạn chế biến ra món ăn này như thế nào để dành tặng cho Lâm Quốc Khải? Thì em nghĩ cái món cơm hến này anh Khải nói là cũng là một cái món ăn rất là đặc biệt và ấn tượng của anh. Đúng rồi. Khi ở Huế thì em muốn nấu cái món đặc biệt đó và ấn tượng đó cho anh ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ Lâm Quốc Khải ơi, bạn muốn thưởng thức món nào trước nào? Thật sự ra em cũng rất là tò mò nhưng mà cái này á là phải trộn lên đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ra bây giờ người nấu người ta trộn luôn đi. Mời em. Đó em trộn trước đi. Đó, em ra đây em trộn đi. Trộn sẽ hấp dẫn hơn. Hay là trong thời gian này mình thử này đi anh. Dạ vâng. Rồi, bây giờ chúng ta hãy thưởng thức cái món ăn mà theo tôi đoán rằng sẽ có hương vị và cái khẩu vị nó vừa phải hơn để thưởng thức trước. Xin mời Lâm Quốc Khải. Ngon là anh phải khen nha anh. Khen mạnh lên nha. Chấm luôn. Có ăn chung với thịt nè. Rồi đúng mà với, dạ hồi nãy em có ăn thịt rồi thì cũng ok, là đúng là thật sự là rất đậm đà. Ok được, chuẩn luôn. Dạ cái này là món làm theo em thấy là nêm là đúng là bạn nó bắt được gia vị Nam Bộ nha. Đậm đà. Ok xin mời Khải mình uống miếng nước để trả khẩu vị mình về con số 0 để chuẩn bị sẵn sàng với món này nha. Cơm hến đó đầy đủ rồi. Có hến chưa? Hến chưa? Trời hến là chắc chiêu từng con luôn á. Rồi này làm rất là kỹ nên là ăn có trân trọng ha. Yes. Đầu tiên là Lâm Quốc Khải thử phiên bản original chưa có nước sốt. Chưa nước sốt. Hơi lạc. Hơi lạc. Tại vì phải làm lạc thôi. Bởi vì tùy theo khẩu vị mỗi người. Chuẩn bị nè. Hồi hộp. Làm miếng da heo gọi là rộp đây coi nào. Ngon á anh. Thật sự nha. Thật sự luôn. Cái gì dằn mâm sánh chế. Ok lắm anh, không có gì hết trơn. Chuẩn quạo rồi chứ. Không, vui vẻ quạo anh nha. Ok. Không. Vừa ăn. Nó có cây nhưng mà the thôi. Đúng với vị mà em mong muốn á, có nghĩa là nếu mà nó không cay thì cũng không có ra, nhưng mà nó vừa phải thôi để ăn. Đúng được. Vậy ngoài Huế mà người miền Trung ăn cay rất là dữ dội luôn á. Em thấy là hai bạn đều nấu rất là xuất sắc. Hai món ăn chúng ta đã được thưởng thức rồi, lát nữa hết chương trình mình sẽ ăn hết mà thôi. Nhưng mà quan trọng bây giờ là Lâm Quốc Khải sẽ công bố xem hai món này của bạn Bá Giang và Quốc Huy ai giành chiến thắng ngày hôm nay. Thật ra là rất là cảm ơn hai bạn, mình được mời tới chương trình này nhưng mà mình không nghĩ là mình sẽ được một cái sự vinh hạnh đến như vậy. Nếu mà trong quá trình làm nghề mà được gì là vui lắm anh. Thì nếu mà đã nói là chọn một trong hai thì dĩ nhiên sẽ có một bạn nhỉnh hơn. Thì xin chúc mừng cho phần cơm hến rất là xuất sắc, đẹp với phần nhìn mà cũng ngon rồi, phần vị nữa. Tuyệt vời, như vậy là món cơm hến của bạn Quốc Huy đã giành chiến thắng. Chúc mừng Quốc Huy. Và người về nhì hôm nay cũng là Bá Giang, chúc mừng bạn. Nào chúng ta ra đây nhận thưởng thôi. Và đây, phần thưởng của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ dành cho món ăn giúp cho chủ nhân của nó đã giành được chiến thắng, trị giá 5 triệu đồng. Chúc mừng Quốc Huy. Khải ơi, tặng Huy dùm Hoàng nào. Ok, chúc mừng em. Rồi, thêm món quà nữa nè. Thêm một món quà. Bữa ăn mình thêm đậm đà. Người và nhì hôm nay là Bá Giang cũng nhận được một phần quà nữa. Rồi, xin chúc mừng Bá Giang luôn nha. Cảm ơn anh. Cảm nhận của Huy như thế nào khi giành chiến thắng ngày hôm nay? Chiến thắng là rất là vui. Và đặc biệt đây là lần đầu tiên em mới được có thể nấu cho anh Khải ăn cái món rất là ấn tượng của anh khi là ở Huế. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Còn với Bá Giang thì sao nào? Em rất vui khi được tham dự chương trình ngày hôm nay và được gặp anh Lâm Quốc Khải cũng như anh Hoàng Rapper. Và đây là chương trình đầu tiên mà em lên truyền hình mà nấu ăn như vậy. Và em cảm thấy là đây là một niềm vinh hạnh rất lớn. Thank you. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và cảm ơn Lâm Quốc Khải ngày hôm nay đã tham gia vào chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và các thưa quý vị, hãy tiếp tục theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ được phát sóng vào lúc 17h50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.